lưng cứng đơ này. Điển cứ cho loanh quanh cuối sân đây để anh ngồi bình luận clip á. Đấy, chồng gồng cứ đít. Gầu biết cả người kia còn lấy gì đó. Số 1 cũng chưa có. Tốt. Ghê. Ai có clip winner này. Tết như tập lưới, sau Tết tập đoàn. Ui giời ơi, chưa dừng đã bật vào rồi. Chưa dừng để nhìn lại bóng rồi bật vào. Hỏa lắm, không muốn nhìn bóng, xông thẳng vào bóng luôn. Đấy, chưa nhìn bóng lại lao thẳng vào rồi. Dồn chân quá sớm. Trông vất vả lắm. Bóng không dựa lực được. Đấy, sở trường chưa cắt đây anh. Đặt chân sớm quá em, lực có tí nào đâu, từ lưng ra. Chân sai thì 10-10, không 10-10 cũng thế.
tháng trước là học lưới nhưng mà qua đúng không ạ? Bây giờ vẫn học lưới lưới trước Tết qua thì sau Tết ạ, tuần nửa đang đánh câu lạc bộ là đang đứng lưới nhiều. Thầy tới mà xem của đấy thì tới buồn lắm. Bóng ngon hết rồi cả. Hay chưa? Ấn.